xin à, chào các bạn. Trong uh, video này tôi uh, sẽ uh, giải thích cho các bạn về cái khái niệm uh, FBA uh, Amazon là gì. FBA uh, được viết tắt của ba từ đó là A fulfillment by Amazon, tức là được hoàn thành bởi Amazon. Điều đó có, có nghĩa là sao? Có nghĩa là chúng ta là những cái international sellers tức là những người bán hàng quốc tế nằm ngoài nước Mỹ thì cái cái nhiệm vụ chúng ta là chúng ta vào uh, website amazon.com uh, như này đẹp tôi sẽ demo cho bạn xem nha chúng ta sẽ vào amazon.com tức là amazon ở Mỹ thì mục đích chúng ta là nhắm tới 80 triệu khách hàng giàu có nhất ở nước Mỹ có tài khoản Prime và cũng như là 323 triệu khách hàng trên toàn nước Mỹ. Và chúng ta xem cái món hàng nào đang có nhu cầu cao đang hot ở trên thị trường Mỹ. ví dụ ta hữu một cái món hàng nào đó nha các bạn. Ví dụ như là sleeping mask ở đây ví dụ như là cái món hàng là cái như bạn thấy đây tức là cái um, mặt nạ giống như mắt kiến để đeo cho chúng ta không bị chói hoặc là bị tiếng um, ồn hoặc là ánh sáng xung quanh tác động vào và mỗi cái món hàng trên Amazon thì nó có cái phần cơ sở dữ liệu mà Amazon đã thu thập ví dụ như cái món hàng này thì nó có cái asin number đây độc nhất vô nhị và bên cạnh cái cái mã số số thì có mã số vạch các bạn và cái, cái tiếp là nó xếp hạng 20 trong cái hạng mục là SSI là à, tập thể dục thể thao và xếp hạng số 1 trong cái hạng mục chi tiết hơn là cái mặt nạ và gối đúng không ạ và kế tới là chúng ta nhìn ở đây thì chúng ta thấy thấy điều gì các bạn à, cái món hàng này cái cái sao của nó là tới 4.5 trên 5 sao và có 1389 khách hàng đã review và 42 câu hỏi đã được trả lời và nó là number one best seller tức là cái người bán món hàng này thì đứng hàng đầu trong hạng mục là mask ở lại pillow tức là cái mặt nạ mà đeo mắt và gối và làm thế nào chúng ta chọn được cái món hàng này thì chúng ta sẽ có những cái công cụ chúng ta sẽ nói ở phần sau các bạn và cái đến nhiệm vụ của chúng ta bước số hai sau khi xác định món hàng nào là hot là có nhu cầu bán chạy ở nước mỹ thì chúng ta sẽ vào ali ba à, ba trung quốc và để chúng ta Uh, sợ cái món hàng này thì chúng ta sẽ đánh cái từ khóa là shipping mask thì các bạn thử xem cái với cái hình dạng đó thì xem cái um, uh, cái mặt nạ mà đeo mắt uh, nào nó giống nhất là cái mà chúng ta đang nhìn thấy vừa nhìn thấy ở trên Amazon đúng không ạ uh, chúng ta thử xem cái nào nó nó tương tự như cái mà chúng ta vừa vừa truy cập và chúng ta à, thử sử đây các bạn thấy nha à, Ví dụ như cái này các bạn Cái này hoặc là cái à... À, Chúng ta sẽ xem cái nào nó gần giống nhất không ạ Ờ, cái này Anh tiên khi chúng ta vào uh, alibaba.com thì chúng ta xem thứ nhất là cái um, tiểu sử profile của seller thì đầu tiên ta xem là uh, cái mức độ uh, giao dịch uh, là level uh, cho là 3 viên kim cương là hai viên trở lên là ok và 10 năm kinh nghiệm là, là quá cao 2 năm kinh nghiệm là ok rồi các bạn ha uh, và kế tiếp là coi như các bạn thấy trong 6 tháng vừa rồi thì cái uh, supplier này đã thực hiện 44, 4 cuộc giao dịch và số hàng à, đó đã mang tới cái doanh số là 40.000 đô la hơn 40.000 đô la cho cái nhà cung cấp này và dưới đây là cái thời gian mà cái nhà cung cấp này trả lời những thắc mắc của chúng ta với tư cách là người mua là trong vòng 24 tiếng đồng hồ và cái tỷ lệ à, họ trả lời là 93.9% rất là cao các bạn à, và kế tiếp là chúng ta thấy là cái giá từ 0.17 tới 0.33 đô la một cái sản phẩm và cái điều quan trọng thứ hai sau cái uh, uh, tiểu sử của nhà cung cấp đó là cái số lượng tối thiểu các bạn thấy không Minimum order Thế là khi chúng ta phải đặt mua với số lượng là cỡ 500 cái trở lên thì người ta mới nói chuyện với chúng ta còn ví dụ chúng ta mua một trăm hai trăm cái thì uh, chúng ta hỏi có thể là họ không trả lời hoặc trả lời trễ và cái điểm đáng lưu ý là một cái sản phẩm chúng ta mua sỉ với số lượng từ 500 cái trở lên thì giá chúng ta có thể thương lượng với supplier này từ 17 xu tới 33 xu một cái. Biên độ rất là cao các bạn, từ 17 đến 33 xu phải là rất là cao. Tức là coi như uh, 34 xu là gấp đôi 17 rồi ha. Chúng ta hoàn toàn có thể thương lượng với cái nhà cung cấp này. Vậy uh, khi chúng ta sau khi đã tìm thấy cái sản phẩm trên uh, Amazon.com có sở thương mại điện tử Amazon ở Mỹ Uh, sản phẩm đang bán chạy và có nhu cầu cao bằng những cái tool tôi sẽ gặp ở, ở phía uh, các video sau thì uh, chúng ta vào Alibaba và chúng ta sợ cái nhà cung cấp đầu tiên ta xem cái mức độ giao dịch của họ đáng tin cậy mức độ nào ba viên kim cương hay hai viên kim cương ok và cỡ kinh nghiệm mà cỡ chừng 2 năm là ok các bạn và cái đến cái điểm quan trọng không kém đó là số lượng tối thiểu uh, cái sản phẩm đó mà họ có thể bán cho chúng ta họ có thể nói chuyện với chúng ta thì chúng ta phải mua bằng hoặc là hơn 500 sản phẩm trở lên. Và dự giá cả thì chúng ta hoàn toàn có thể thương lượng. Và sau khi chúng ta đã tìm thấy cái um, sản phẩm và thương lượng và mua được rồi đó. Thì các bạn nhìn cái cái sơ đồ này các bạn thấy du là bạn và tôi là những người seller ha và ta đi tới là Alibaba website thương mại điện tử ở đây và ta order hàng hóa. Và order hàng hóa thì thường là hàng hóa uh, ship đến nhà chúng ta là ở Việt Nam chẳng hạn sau đó việt nam thì chúng ta mới ship qua một trong bốn kho hàng của fba ở ở mỹ và khi mà có khách hàng mua đó thì amazon sẽ ship cho chúng ta vậy fba amazon chứ fulfillment có nghĩa là nhiệm vụ chúng ta là tìm cái sản phẩm hot có nhu cầu cao ở ở thị trường nước mỹ trên amazon com và vào cái nguồn có thể là Alibaba, aliexpress hoặc là các nguồn khác cũng được thậm chí là à, sản phẩm ở việt nam cũng ok nếu đạt tiêu chuẩn đúng không ạ và xây chúng ta order à, order từ cái cái sọt cái nguồn đó Alibaba tới à, nhà kho của Amazon là coi như xong có cái việc mà đóng gói hàng và cũng như là vận chuyển hàng hóa tới khách hàng là việc của Amazon Customer Service lo cho chúng ta và ngay cả ví dụ như hàng vận chuyển bị sức mẻ méo mó hoặc khách hàng không hài lòng trả lại và Amazon sẽ refund tiền và khách hàng thì Amazon cũng làm chính vì vậy Amazon mới tính cái phí là 30 phần trăm trên cái giá mà chúng ta đặt để và bán cho cho khách hàng đó vậy cái từ full fulfillment có nghĩa là Amazon sẽ hoàn tất những cái công đoạn sau các bạn như là đóng gói và thay là vận chuyển tới nhà khách hàng thường là miễn phí vì lý, lý, do là khách hàng có tài khoản đặc biệt đó thì họ đã trả 99 đô một năm khi họ vừa vào membership và hai là nếu mà có trục chặt gì Amazon sẽ customer service cho chúng ta hết chính vì lý do này mà international sellers mà các người bán hàng khắp nơi trên thế giới có thể bán hàng dưới hình thức FBA vì Amazon đã lo cái việc mà customer service là nói chuyện với khách hàng Mỹ chứ còn nếu mà chúng ta là Việt Nam hoặc là chúng ta là người Đức người Ý mà chúng ta bán trên Amazon dưới dạng cửa hàng thì khách hàng không hài lòng liên lạc với chúng ta thì chúng ta sẽ lớn cấn gặp khó khăn khi mà chúng ta trả lời qua điện thoại và lý do tại sao FA Amazon lại thành công tới như vậy vì một cái lượt chạy chó hoặc là cái mask như vậy các bạn thấy mua ở bên Trung Quốc là có chừng 34 xu là maximum mà trong khi bán ở Mỹ là có thể là 5, 7, 9, thậm chí 15 đô à, nếu chúng ta chịu chạy quảng cáo, review và có những cái mẹo và những cái cách thức để chúng ta đưa cái 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 stock chúng ta lên trang đầu các bạn và chúng ta kiếm được những cái cái review trong khoảng 10 cái review ban đầu Vậy cái khái niệm FBA Amazon là khái niệm căn bản cốt lõi và nâng cao hơn một bước các bạn thấy. Ở đây chúng ta là ở đây thì chúng ta order hàng từ Alibaba, uh, ship trực tiếp tới một trong 48 tiểu bang của Hoa Kỳ nơi Amazon có nhà kho. Khi khách hàng mua thì Amazon ship thẳng đi tới, tới uh, khách hàng là xong. Vậy chúng ta không nhất thiết mà uh, yêu cầu Alibaba ship hàng tới Việt Nam hoặc là tới Mỹ mà ship hẳn tới cái kho hàng của Amazon ở Mỹ là xong và phần còn lại Amazon sẽ tách trẻ Amazon sẽ fulfill sẽ hoàn tất cái đơn hàng này chính vì lý do đó mà Amazon mới ăn mình ba mươi phần trăm các bạn nhưng mà mình vẫn còn rất là lời các bạn vì lý do vì cái mức sống chênh lệch và cái giá thành sản xuất chênh lệch ở Trung Quốc và so với Mỹ nên mình vẫn vẫn còn lời có thể là ba mươi bốn mươi phần trăm hoặc hơn nữa so với cái Uh, giá món hàng mà mình list, mình post trên Amazon.com Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này Nếu các bạn có gì thắc mắc, vui lòng comment hoặc là inbox Vì đây là khái niệm căn bản cốt lõi uh, Chúng ta cần nắm vững thì mới Thành công uh, trên Amazon dễ dàng uh, Xin chào các bạn